Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Các bạn đang nghe chuyện trên audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn đến với phần 53 của bộ truyện Hậu Tinh Thần Biến, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách Tàng Thư Viện. Mời quý vị cùng lắng nghe. Lúc bấy giờ, thấy bộ dáng đáng yêu như vậy của Tình Nhi, mọi người không nhịn được vui mừng. Vốn bởi vì chuyện cô bé bị thương mà lo lắng trong lòng, Tần Vũ quay đầu lại, vỗ vỗ nhẹ vào đầu Tình Nhi, khẽ cười nói: "Cảm giác như thế nào?" Tình Nhi gật gật đầu hưng phấn nói: "Thương thế đã hoàn toàn hồi phục, hình như tu vi cũng đã tăng lên, phòng trừng rất nhanh sẽ đạt được ba cánh." Lão Hắc cùng Cam Vân ngây ngốc nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Tình Nhi, há hốc miệng run run nói: Đột phá, trời ạ." Năm người bọn họ hận không thể đập đầu vào tảng đá mà chết đi. Một tiểu nha đầu hơn 10 tuổi đã đột phá cảnh giới ba cánh, chuyện này mà truyền ra ngoài, người thiên giới nhất định không muốn sống nữa. Phải biết rằng bọn Cam Vân đã sống được 100 năm, hơn nữa còn không ngừng tìm yêu thú giết đi mới có thể trong vòng 100 năm thời gian đột phá ba cánh. Nếu cởi áo ra sẽ phát hiện chân người hắn không có chút nào lành lặn, đầy những vết thương lớn nhỏ che kín cơ thể. Có thể nói Cam Vân có thể nhanh tấn cấp như vậy hoàn toàn là do khắc khổ tu luyện gian khổ mà thành, từng chút lĩnh ngộ tích lũy mà nên. Thế nhưng Tình Nhi không người nào có thể nói, chỉ mới hơn 10 tuổi đã lợi hại như vậy. Nếu tới lúc bằng tuổi bọn họ, chẳng phải ít nhất cũng là 4 cánh hay sao? Không nên đột phá. Thanh âm của Tần Vũ khiến bọn hắn đang rung động bừng tỉnh, không để ý tới ánh mắt của Tình Nhi, chỉnh sắc trịnh trọng nói: "Tình Nhi, ta hy vọng muội trong vòng 100 năm không cần cố gắng đạt tới ba cánh." Mọi người ngạc nhiên về mặt Tình Nhi ngày càng uể khuất nói: "Vô ca ca, tại sao vậy? Tình Nhi muốn sớm đột phá, gia tăng thực lực, giúp đỡ huynh mà." Tần Vũ trầm ngâm một lúc, nghiêm túc quét ánh mắt qua mọi người, phất tay đưa mọi người tiến vào bên trong lĩnh vực tinh thần. Mọi người chỉ thấy toàn thân ấm áp, quanh thân có một tầng năng lượng che kín. Công pháp của thiên nhân quá mức cường hãn, trước cảnh giới 4 cánh thường là tu luyện cực nhanh, cho nên cao thủ trong thiên giới thì 3 cánh là nhiều nhất. Tần Vũ về mặt trịnh trọng nói: "Ta không biết thiên giới trước mặt có bao nhiêu cao thủ 3 cánh cùng 4 cánh, nhưng nếu là một thiên nhân 4 cánh đã có thể trở thành thủ lĩnh, nếu có thể đột phá 4 cánh, ta nghĩ có thể tiến vào thiên nhân tộc mà quản lý một tầng." Nhìn về mặt chăm chú của mọi người, Tần Vũ cười: "Cũng không phải ai cũng có thể làm thủ lĩnh. Tuyệt đại đa số thiên nhân đều khổ sở dậm chân tại giữa ba cánh và 4 cánh, có khi cả đời cũng không thể đột phá." "Đúng vậy, trước đây khi chưa đạt tới 3 cánh, đối với tốc độ tu luyện của bản thân cũng cảm thấy rất hài lòng, nhưng hôm nay vừa mới lên 3 cánh liền nhận thấy nguyên lai muốn đột phá 4 cánh không phải là chỉ khổ tu là có thể đạt tới được." Cam Vân thở dài một hơi âm trầm nói: "Lão Hắc cùng mọi người chưa có đạt tới 3 cánh, cho nên đối với những lời than thở của Cam Vân cũng có chút mơ hồ, đồng thời không tin hắn vừa đột phá mà có thể cảm nhận được điều này." Tần Vũ thấy vẻ mặt mọi người như vậy cũng không nói lời nào, nhàn nhạt nhìn Cam Vân xem hắn giải đáp nghi hoặc của mọi người như thế nào. Cam Vân thấy mọi người không tin, tay phải mở ra, chỉ thấy trên bàn tay to bè của hắn chậm cũng chẳng chịt vết thương. Bỗng dưng trong bàn tay hắn xuất hiện một nguyên khí cầu màu trắng tinh thuần chậm rãi phiêu phù phía trên. Sau khi hắn điều khiển khí cầu màu trắng kia lớn dần lên cho tới khi to bằng một nắm tay mới ngừng lại. Tần Vũ lúc này đã mở hỗn độn tinh thần lực, chỉ là tinh thần lực vẫn che kín bên ngoài căn nhà đá, cả ngôi nhà đều nằm trong bàn tay hắn. Bọn người Lão Hắc chỉ cảm thấy áp lực to lớn từ bàn tay Cam Vân truyền đến, không hiểu áp lực gì khiến bọn hắn cảm giác không tốt chút nào, không khỏi cuống quýt lùi lại phía sau. Cam Vân chậm rãi thu hồi khí cầu, nhìn bọn họ cười: "Các ngươi xem, đây là thực lực hôm nay của ta. Dựa theo tính toán của ta, thiên nhân 4 cánh có thể tạo ra khí cầu to gấp 20 lần thế này." 20 lần? Lão Hắc trên mặt lộ ra thần sắc khó tin. 20 lần là khái niệm gì đây? Nếu nói Cam Vân lúc này có thể đồng thời đánh bại 3 gã 2 cánh, vậy 20 lần chẳng phải có thể đồng thời đối phó 60 gã 2 cánh sao? Tần Vũ cười nói: "Cam Vân, ngươi biết tại sao lại có loại ý niệm này trong đầu không?" Cam Vân vẻ mặt không hiểu, nhưng là chuyện này quan hệ đến tu vi tăng trưởng nên rất quan tâm, vội vàng lắc đầu: "Chuyện này xuất hiện từ lúc các ngươi bắt đầu tu luyện công pháp." Thanh âm Tần Vũ truyền vào trong tai mọi người giống như lời đề tỉnh. "Công pháp thiên nhân tộc đích thực rất phi phàm,
chỉ là quá kén người tu luyện, cho nên rất nhiều người mới dừng lại ở giai đoạn ba cánh, thủy chung không cách nào đột phá. Trong đầu Tần Vũ hiện ra công pháp của nhân giới. Nói thật, thiên nhân ba cánh cũng không phải là quá mạnh mẽ, cùng lắm có thể so với đồng hư kỳ. Mặc dù Tần Vũ hôm nay chỉ là tinh vân hậu kỳ, là còn hơn trước đây chỉ so với kim đan hậu kỳ, hắn lúc này đã tương đương đồng hư trung kỳ. Người thiên tộc trước khi đột phá bốn cánh thì tu vi là tương đương nhau, một khi tiến vào bốn cánh sẽ trở thành tu chân siêu việt, thiên tiên cũng không để vào mắt. Điều này giải thích tại sao thiên nhân cố sống cố chết muốn đạt tới bốn cánh. Tu vi tăng trưởng tốc độ quá nhanh, càng phải lĩnh ngộ nhiều, vì thế mà tuyệt đại đa số rất ít người có thể đột phá bốn cánh. Công pháp của người tu chân phân chia ra nhiều cấp rõ ràng, cứ tuần tự từ từ mà tăng tiến, còn công pháp của thiên nhân cũng là cứ mạnh mẽ như thế mà tiến bộ. Nghe được Tần Vũ phân tích công pháp, trên mặt mọi người dần dần lộ ra thần sắc tâm phục. Tình Nhi về mặt thật thà nói: Vũ ca ca, thời gian dừng lại tại hai cánh càng dài, trong tương lai cơ hội có thể đột phá bốn cánh càng lớn phải không? Tần Vũ bật cười nói: Đương nhiên không phải, chỉ cần muội tu luyện căn bản cho tốt, các đẳng cấp tu vi trước bốn cánh vững chắc, căn bản không có vấn đề gì. Nhưng không thể vì thế mà áp chế công lực bản thân tăng trưởng, tóm lại là cứ để nó tự nhiên. Nói đến đây, trong đầu hắn chấn động. Tự nhiên, vạn vật tự nhiên, đạo pháp tự nhiên, chẳng lẽ nói tinh thần công pháp của chính mình lại không hợp với tự nhiên hay sao? Mồ hôi lạnh toát ra, Tần Vũ lắc đầu thầm nghĩ: Không có khả năng tinh thần công pháp có thể tu luyện tại hồng mông không gian. Nếu là tu luyện không thành, căn bản là mình đã đi nhầm đường, cũng có thể do thiên thần bí kia. Trầm ngâm một lát, thấy tất cả mọi người đều đang suy tư trên mặt, Tần Vũ nở ra nụ cười. Đạo pháp tự nhiên, thiên này cũng muốn mọi người tuân thủ tự nhiên chi đạo, vậy tinh thần công pháp này cũng đã là một bộ phận của tự nhiên, mà nay hắn chuyển thế cũng phải tuân theo thiên đạo tự nhiên chứ. Không thể nghĩ được, sau khi giảng giải cho bọn chúng, chính bản thân mình cũng ngộ ra được một chút. Trong tâm Tần Vũ hưng phấn vô cùng, chính là vừa rồi đã lĩnh ngộ tâm cảnh của hắn tăng nhanh, ngắn ngủi trong thời gian nửa khắc liền đạt tới lưu tinh hậu kỳ. Mà công lực của hắn đã đạt tới lưu tinh tiền kỳ, hơn nữa còn củng cố lại các kỳ trước đây. Không có thái dương chân hỏa kiến tạo, không có biến hóa thể vật chất tự nhiên tiến vào lưu tinh sơ kỳ. Nguyên hạch màu vàng bằng cái móng tay trong tinh vân bên trong đan điền bị hơn 10 nhân kim hạch bé nhỏ vây quanh, một tia tinh thần lực li ti dần hình thành. Tại kim hạch, mắt thường có thể thấy được tinh thần chi hỏa đang phiêu phủ, nóng bỏng khiến thần thức Tần Vũ đều có chút mở rộng. Tần Vũ cao hứng, cơ hồ như muốn hét lên một tiếng lớn. 15 năm thời gian, lưu tinh sơ kỳ, đây là tốc độ tu luyện gì đây? Thân thể hắn cũng cực kỳ rắn chắc. Từ khi xuất sinh đã được hỗn độn khí tu dưỡng, chính là tiên khí cũng không có cách nào làm hắn bị thương được. Khó trách Sương Nhi nhất định kiên trì cho mình chuyển thế trọng tu. Không có nghĩ tiểu tử kia tâm tư thâm trầm. Nghĩ đến Hồng Quân, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Chỉ có ở một người cha, tiểu tử này lại hao tổn tâm tư bức mình chuyển thế, cũng thật khó cho nó. Nhìn qua cửa, ánh mắt hắn tựa hồ nhìn xuyên qua cửa gỗ, xuyên qua cả thiên giới. Thấy Hồng Quân nét mặt hưng phấn, thấy Lập Nhi đang giang tay nhào tới trong lòng ngực hắn. Cũng trong lúc đó, tại nhân giới hồng mông không gian, Lập Nhi vẻ mặt u buồn ngồi trong hoa viên, khắp nơi trên mặt đất phủ đầy hoa, cũng không thể khiến nàng quên đi nỗi nhớ Tần Vũ. Vũ ca ca, đã 20 năm rồi, không biết chàng tại thiên giới thế nào. Lập Nhi rất nhớ chàng, không có chàng bên cạnh, Lập Nhi không biết sẽ làm sao vượt qua được ngày tháng dài vô tận này. Một đạo thân ảnh lặng lẽ tới phía sau Lập Nhi, cánh tay to khỏe ôm nàng vào lòng, trên mặt khóe miệng có chút nhếch lên, một tia tinh nghịch hiển hiện. Lập Nhi cả kinh, lập tức trên mặt cũng nở nụ cười. Sương Nhi, con lại nghịch ngợm rồi, Băng Nhi đâu? Như thế nào không thấy nàng ta? Thanh âm phía sau mân mê cái miệng nói to. Mẫu thân, người không nên nhắc tới nàng ta, thật vất vả con mới cướp lại được nàng khỏi triền nhân tinh, lại nhắc tới nàng thật thương tâm. Lập Nhi vỗ vỗ cánh tay Hồng Quân, đứng lên nhìn hắn, lại thấy có hình bóng của Tần Vũ, thất thần nói. Không biết cha con tại thiên giới thế nào, có giống chúng ta hay không? Hồng Quân trong mắt hiện lên một đạo thống khổ, nhưng lập tức lại kiên quyết. Cha tại thiên giới rất tốt, mẫu thân, người sẽ không trách con đấy chứ. Những năm gần đây, Hồng Quân cơ hồ một mực để ý tới ánh mắt của mọi người.
đối với Tần Vũ chuyển thế, nhìn ánh mắt mọi người là có thể đoán ra chuyện đó có liên quan mật thiết tới Hồng Quân. Tần Vũ chuyển thế căn bản là Hồng Quân thúc ép. Tuy nói tất cả mọi người đều biết Hồng Quân sẽ không hại chính cha mình, nhưng là nghĩ đến Tần Vũ lại một lần nữa phải khổ cực tu luyện, trong lòng đều không thoải mái. Tuy ngoài mặt đối với Hồng Quân còn khách khí, nhưng trong lòng vẫn là có chút oán hờn. Hồng Quân có điều khó nói, thiên đạo là chuyện chỉ có thể biết không thể nói, cho dù là hắn hết sức giải thích cũng không rõ, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ cả ngày tu luyện. Lại có La Băng quấy nhiễu khiến cho hắn cực kỳ buồn rầu. Nếu không phải là cha hắn nguyện ý thì sao lại có thể dễ dàng đưa cha hắn tiến nhập vào thiên giới như vậy đây? Hồng Quân nhìn lên trời, phảng phất có thể nhìn thấy Tần Vũ đang ôn nhu nhìn hắn cùng mẫu thân, trong lòng liền cảm thấy một trận ấm áp, không khỏi rơm rớm nước mắt. Nói gì thì nói, Hồng Quân cũng hiểu được chính hắn đã dùng một chút thủ đoạn đã bị Tần Vũ nhìn ra, chỉ là Tần Vũ đối với hắn vạn phần tin tưởng. Tin tưởng hắn sẽ không làm hại cha mình nên mới bán tín bán nghi chuyển thế sống lại. Huống chi đối với thần nhân mà nói, trăm ngàn năm ngắn ngủi thì có tính là gì? Hồng Quân cho Tần Vũ một con đường có thể trở thành siêu việt trường khống giả, tất nhiên là Tần Vũ phải đi thử sức một phen, cho dù không thể thành công, chí ít cũng là trường khống giả. Huống chi Tần Vũ mang trên mình Tu La Kim Nguyên Bảng do tự thân máu huyết cùng tu vi ngưng kết mà thành, tiến nhập lực đạo luân hồi vẫn có thể như thế mà sống lại. Lập Nhi nhìn Hồng Quân có chút thương cảm, trong lòng rất chua xót. Nàng cũng biết Tần Vũ chuyển thế sống lại không phải vì chuyện cứu bọn người Tần Tư, mà là vì theo đuổi một cấp bậc tồn tại cao hơn, hoặc là có thể nói là đuổi theo Vĩnh Hằng. Chỉ là điều này đối với nàng vô cùng tàn nhẫn. Trước khi hai người đến với nhau, nàng cũng đã phải đợi thời gian rất dài rồi, hôm nay lại khiến nàng phải đợi chờ thêm nữa, thật khiến người ta không đành lòng. Thở dài, thu lại vẻ mặt đau thương, Lập Nhi tản ra quang mang thần thánh của một mẫu thân, ôn nhu vuốt ve khuôn mặt của Hồng Quân, nhẹ giọng nói: "Mẫu thân như thế nào có thể trách con, ta hiểu rõ cha con, nếu không phải là chàng nguyện ý, cho dù là kéo đi, chàng cũng sẽ không đi chuyển thế sống lại đâu." Nhìn hình dáng Hồng Quân ngày càng trưởng thành, Lập Nhi cười: "Ta nghĩ có lẽ sau khi cha con hiểu được hỗn độn lực mới có ý nghĩa chuyển thế." Hồng Quân môi run lên định nói điều gì lại bị Lập Nhi lấy tay che. "Sương Nhi, ta cũng là thần vương, cũng đoán ra được một chút về thiên, không nên tiết lộ thiên cơ, lúc đó cha con có thể sẽ gặp nguy hiểm." Hồng Quân gật gật đầu, nghĩ đến sau khi Tần Vũ chuyển thế, Cổ Bàn vẫn trong tình trạng ngủ say, có chút áy náy nói: "Chỉ là đáng thương cho Cổ Bàn, chỉ vì ổn định không gian này của chúng ta, hắn vẫn còn đang ngủ say." Lập Nhi gật gật đầu trịnh trọng nói: "Sương Nhi, ta không biết con tu luyện công pháp gì, nhưng ta có thể khẳng định con đường phía trước của con sẽ không giống người khác, cho nên một khi đã đạt được thành công, nhất định phải báo đáp cho tốt Cổ Bàn, vốn đã là ân nghĩa với Tần gia chúng ta." Hồng Quân sắc mặt nghiêm túc gật đầu đáp ứng. Hai người lại nói chuyện mấy câu, đang muốn rời đi, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng kêu khẽ: "Hồng Quân, ta xem ngươi giải thích thế nào. Mẫu thân, Hồng Quân hắn khi dễ con." Chỉ thấy La Băng đang yêu kiều đứng trên thân cây, trên mặt mang theo vẻ nữ nhân ra, không ngừng dậm chân, thoang thoảng có hình tượng của một người đã từng là bá chủ của Tu La giới. Hồng Quân thấy thế không khỏi lắc lắc đầu, ra vẻ đáng thương nhìn Khương Lập: "Mẫu thân, con còn muốn tu luyện cái đầu quỷ nhà ngươi. Hồng Quân, hôm nay nếu ngươi lại bỏ mặc ta, ta lập tức cùng ra rời khỏi thần giới này." La Băng cô hồ nói một chữ, nghiến răng một cái nói: "Tu La thần vương cùng La Băng đã gặp gỡ, chỉ là bối phận hai người thật sự khác nhau nhiều lắm." Nhắc tới Tu La thần vương, Hồng Quân không nhịn được cười, lại nghĩ tới tình huống lúc La Băng cùng Tu La thần vương gặp mặt. Hai người gặp nhau, Tu La thần vương là cực kỳ vui vẻ, thấy hậu nhân của mình lại cùng như tử Tần Vũ có quan hệ, hơn nữa tu vi của Hồng Quân cũng không thấp. Tu La thần vương lập tức ra lệnh cho La Băng gọi Khương Lập là mẫu thân. Nhưng mà lại nghĩ tới La Băng xưng hô với bản thân mình thì như thế nào, thì sau Tu La thần vương cũng là cười khổ. Không biết La Băng như thế nào có thể xưng hô với hắn, không thể gọi là tổ tông. Cuối cùng cũng là do Lâm Mông đề nghị La Băng gọi Tu La thần vương là gia gia, gọi Khương Lập là mẫu thân. Tất nhiên cũng vì vậy mà Tu La thần vương và Khương Lập là bình bối tương giao. Bối phận hoàn toàn rối loạn, càng thêm buồn cười. Vui nhất chính là Hồng Quân nay đã sắp tiến vào thiên tôn cảnh giới, đến lúc đó không hiểu sẽ xưng hô với bọn họ như thế nào.
Khi nghĩ đến vấn đề này, Lâm Mông lại đột nhiên như có chuyện gì khẩn cấp nói: "Ai da, đột nhiên ta nhớ tới, tại nơi nào đó có chuyện gì, cứ như vậy đi, ta đi trước đây." Dứt lời, thân ảnh biến mất. "Uy, uy!" Hồng Quân nghĩ tới sẽ đến một nơi thật đẹp du ngoạn, bên tai hắn lại truyền đến một tiếng thét cùng với tiếng dậm chân không ngừng. Hắn mới định thần quay đầu nhìn lại, đã thấy thân mẫu chẳng biết khi nào đã biến mất, cái miệng nhỏ nhắn của La Băng đang chu lên khóc ở bên cạnh. Nghĩ đến tình cảnh bi thảm sắp tới, Hồng Quân vỗ mạnh cây chán, trong lòng một trận khổ não nổ lên. Cũng trong lúc đó, tại thiên giới: "Đại nhân, chúng ta hôm nay đi đâu vậy?" Nhìn thôn làng trống không sơ xác, trong lòng Cam Vân lại nổ lên bi thương. Nơi này cũng là nơi hắn sinh ra và lớn lên, tuy nhỏ nhưng lại ẩn chứa cả ký ức từ nhỏ đến lớn. Nhìn Cam Vân cùng bọn lão hắc buồn bã, Tần Vũ mỉm cười nhẹ giọng nói: "Chúng ta đi tìm người." Vỗ vỗ cái đầu bé của Tình Nhi, Tần Vũ đã có một cách. Mỗi lần vỗ vỗ đầu cô bé, cảm nhận những sợi tóc mềm mại lướt qua ngón tay, hắn mới có thể cảm nhận được đây là thế giới thật. Cam Vân thở sâu một hơi, đấm vào ngực lão hắc, thản nhiên nói: "Các huynh đệ không nên khó chịu như vậy. Người trong làng chúng ta ở Thạch Lâm khẳng định là cực kỳ an toàn. Như vậy chúng ta có thể rảnh tay đi làm đại sự, không nên vướng bận nữa." Lão hắc cũng không thua, đấm vào ngực Cam Vân, lúc lắc cái đầu gạt nước mắt nói: "Cam Vân nói đúng, chúng ta đều là Lâm Nhi, có chí hướng, không thể cứ ở mãi nơi này. Hôm nay đã được thỏa nguyện vọng nên vui mới phải." Dứt lời, hắn cười ha hả, bọn Ưng Phong phía sau cũng cười to lên. Tần Vũ cùng Tình Nhi thấy mọi người Cam Vân cười mà trong lòng cũng cực kỳ phức tạp. Nghe Cam Vân nói, ngoài trừ hắn và lão hắc ra, nam tử gầy yếu tên Ưng Phong trong mọi người có tốc độ phi hành là nhanh nhất, có khả năng trèo lên những bức tường rất cao. Hai người kia là hắc bạch nam tử, vốn là Hùng Ngưu và Bạch Hổ. Ngoài ra, người có thân hình trắng kiện như con cọp kia là Dã Hùng. Tình Nhi hay nói đùa: "Sao các ngươi đều là dã thú cả vậy?" Khiến năm người một trận buồn bực. Thấy năm người đều khôi phục lại trạng thái bình thường, Tần Vũ nhìn vô tận thảo nguyên phía trước nhàn nhạt nói: "Từ hôm nay chúng ta sẽ tiến vào vô tận thảo nguyên, nơi nào càng có nhiều cao thủ càng nhiều nguy cơ. Các ngươi đã quyết định cùng theo ta xông pha chưa?" "Thề đi theo đại nhân." Năm người cùng đồng thanh nói, thanh âm hùng hậu truyền xa. Hoa sen một bên nở rộ, ánh mặt trời chiếu xuống tạo ra quang mang thuần khiết, phảng phất như vì bọn họ mà tiễn biệt. Lúc nãy trong thạch phòng bọn Cam Vân còn có chút lưu luyến, nhưng lúc này đây đã chính thức cam tâm tình nguyện. Trong lòng bọn họ, bên cạnh có Tần Vũ 15 tuổi chỉ điểm cho bọn họ tu luyện, cũng biết người này tự mình tu luyện là không cần ai chỉ điểm, trong lòng năm người thầm kính nể. Tần Vũ hài lòng gật đầu, ngước nhìn về phía đông thảo nguyên. Nơi đó là nơi hắn đã xuất sinh tại thiên giới. Cho dù là trước kia hắn bị cha mẹ vứt tới vùng hoang dã, nhưng sâu trong lòng hắn vẫn còn cảm kích. Cảm kích vì bọn họ có thể khiến hắn thuận lợi truyền sinh, càng thêm cảm kích bọn họ đưa hắn vứt đi mới khiến cho hắn chuyên tâm tu luyện tinh thần công pháp. Cứ kiên định bước tới, đạp chân tiến vào hướng mặt trời, cuối cùng mọi người cũng đã thấy một cái thôn nho nhỏ, có thể nghỉ ngơi sau một chặng đường gian nan. Trên thảo nguyên, nơi nơi đều là thôn trang. Nơi đây là giải đất rìa bên ngoài thiên nhân tộc. Những người ở đây đều là tu vi thấp hoặc không có hy vọng trở thành thiên nhân bốn cánh. Bọn người Tần Vũ đều là rất cẩn thận, hơn nữa vẻ mặt như hung thần ác bá của Cam Vân cô hồ không có trở ngại gì xuyên qua đám thôn trang. Khi qua mỗi một thôn đều được tiếp đãi chu đáo, khiến cho bọn lão hắc cùng Cam Vân rất vui vẻ. Đương nhiên trong đó Tình Nhi được yêu đãi nhất, cũng là người vui vẻ nhất. Nhìn hoàng hôn phía chân trời, Tình Nhi sôi nổi quanh quẩn bên Tần Vũ, thỉnh thoảng lại giả mặt quỷ như lão hắc cực kỳ đáng yêu. Mà mọi người lão hắc cũng là rất yêu quý Tình Nhi, một phần là vì cô bé còn nhỏ yếu, phần là vì cô bé quá xinh đẹp, tính cách hoạt bát, tâm địa thiện lương, cho nên dọc đường đi vô luận xảy ra chuyện gì đều rất quan tâm đến cô bé. Phía trước đã là bờ biển, có thể thấy được sóng biển từ hải dạt dào, mà trong lúc này trước mặt Tần Vũ xuất hiện một khoảng tối, chính là một cái thôn nhỏ. Đương nhiên là có bọn Cam Vân thì cũng sẽ được tiếp đãi chu đáo. "Chúng ta nhanh tới." Tần Vũ hít sâu một hơi, bình thản nói: "Các người theo sau, hai người chúng ta vào trước." Mặc dù không biết vì sao thoạt nhìn Tần Vũ lại trầm trọng như vậy, nhưng là hơn một tháng nay mọi người vẫn ở chung với nhau. Bọn người Cam Vân cũng nhìn ra được tâm tình Tần Vũ lúc này không tốt lắm, cho nên mới gật đầu không dám hỏi. Tình Nhi sau một tháng hành tẩu trên thảo nguyên cũng đã biết rất nhiều thứ. Mặc dù tâm địa vẫn thần phác như trước,
nhưng cũng đã hiểu được rất nhiều tình thế. Thấy Tần Vũ có chút không vui, cô bé liền kéo hắn lũng nịu nói: Vũ ca ca, huynh làm sao vậy? Thôn này có gì đó không ổn sao? Nghe được thanh âm của Tình Nhi, Tần Vũ cũng đoán mọi người đều có ý như vậy, nhưng không có như bọn Cam Vân tưởng tượng. Tần Vũ nở nụ cười, sắc mặt bình tĩnh nói: Nơi này có hai người thân cũ của ta, chỉ khi nào nhìn thấy mặt bọn họ, ta mới có thể vui vẻ được. Dứt lời, hắn đi về phía trước. Khi tiến vào thôn thì trời đã sẩm tối, nhưng mọi người đều có thể thấy phía nam ước chừng 10 dặm lóe lên quang mang tinh khiết. Mọi người biết nơi đó là địa phương thiên liên đang sinh trưởng. Nơi đó là thiên liên hải dương. Tần Vũ ngắm nhìn một khối thiên liên màu trắng tinh thuần tại phương xa, nhàn nhạt nói: Ta chính là tại nơi này mà sinh ra. Bọn người Tình Nhi cũng là lần đầu tiên nghe hắn nói về thân thế của mình, không nhịn được bèn nhìn về phía mặt đất, chỉ cảm thấy tinh quang màu trắng khôn cùng tỏa ra khác thường, rất là xinh đẹp. Lớn quá à, so với thôn chúng ta lớn hơn nhiều. Lão Hắc cẩn thận nhìn thoáng qua Tần Vũ, thấp giọng nói: Địa phương lớn như vậy, không biết sinh trưởng biết bao nhiêu thiên liên à, lại có biết bao nhiêu thiên nhân sinh ra, thôn này có khả năng sản sinh. Cam Vân đập vào sau gáy Lão Hắc một cái nói: Nói nhảm, thôn này lớn như vậy, nhiều người tất nhiên là số lượng nhiều hơn. Lão Hắc cười cười, gãi đầu không lên tiếng. Vũ ca ca, tại sao huynh xuất sinh nơi này nhưng lại cùng ta sống một chỗ vậy? Tình Nhi nhìn thiên liên hải dương, lại nhìn thoáng qua Tần Vũ, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc, thần sắc khó hiểu. Cam Vân cuống quýt liên tục nháy mắt ra hiệu cho cô bé. Cô bé lại vẫn chú ý tới Tần Vũ, không mảy may nhìn thấy được sắc mặt Cam Vân đã ửng hồng lên, bộ dáng lo lắng. Thấy sắc mặt Tần Vũ âm trầm dần, Cam Vân trong lòng lo lắng. Ở chỗ này xuất sinh lại cùng Tình Nhi cùng một chỗ lớn lên, mà bọn họ chỉ sống ở bờ biển Từ Hải, vẫn là không có người sống ở đó. Thế này mà còn phải hỏi sao, khẳng định là bị vứt bỏ rồi. Trong khi Cam Vân chờ đợi trong lo lắng, Tần Vũ nhàn nhạt liếc mắt xoa đầu Tình Nhi nói: Vũ ca ca, cùng Tình Nhi có duyên, cho nên sau khi xuất sinh chỉ sống cùng muội tại bờ biển Từ Hải. Tình Nhi đảo mắt, nụ cười đáng yêu hiện lên, hưng phấn nói: Chính là Vũ ca ca đối với Tình Nhi rất tốt, sau này chúng ta cũng sẽ không phân ly phải không? Tần Vũ sắc mặt cứng lại, trầm mặc một hồi lâu rồi đi tới. Tình Nhi thấy Tần Vũ không có nói gì, khuôn mặt hoạt bát nhất thời sụ xuống. Đáng thương là bọn Lão Hắc lại cười hề hề, lại khiến cô bé gần như phát khóc. Lão Hắc quý nhất Tình Nhi, mặc dù mới ở chung một tháng thời gian, nhưng đối với Tình Nhi, lão đối xử như là nữ nhi của mình. Thứ cô bé ủy khuất như vậy, vội vàng tới trước mặt không ngừng an ủi. Tần Vũ đứng ở một mảnh đất trống giữa thôn, chỉ có một cây đại thụ phía trên. Lúc này đã tối, trong thôn ngoại trừ bọn họ ra, cô hồ không có bóng ai khác, xung quanh bốn bề im lặng. Vận xuất nguyên hạch màu vàng bên trong tinh vân, một đạo tinh thần lực màu vàng từ trên người hắn tản ra. Tâm cảnh đã đạt tới lưu tinh hậu kỳ, nên thần thức chậm rãi tản ra bốn phương tám hướng, sau một lát đã bao phủ toàn bộ thôn này. Sau khi tới thiên giới, Tần Vũ phát hiện tu vi của thần nhân nơi này không cách nào so sánh, mức độ chênh lệch quá lớn, cơ hồ như mỗi lần gia tăng một cánh chim, thực lực nếu so với tu chân giới là đã vượt qua hai cấp. Chẳng những là công pháp của thiên tộc, ngay cả tinh thần công pháp của hắn hoàn toàn dùng hỗn độn lực tu luyện cũng xảy ra những biến hóa lớn. Tu vi hôm nay tuy mới chỉ là lưu tinh sơ kỳ, nếu là kiếp trước có thể so với nguyên anh kỳ, nhưng hôm nay xem ra xét về uy lực mà nói, lưu tinh sơ kỳ còn mạnh hơn rất nhiều so với đồng hư kỳ trước đây rất nhiều. Tần Vũ tin tưởng nếu đạt tới lưu tinh hậu kỳ, sợ rằng ngay cả tu chân độ kiếp kỳ cũng không phải là đối thủ của hắn. Thần thức hắn bao trùm cả thôn, một hình ảnh hiện lên trong đầu hắn, một đôi vợ chồng già nua bình thường đang trong một căn nhà lá nói chuyện. Khi thấy nét mặt bọn họ thì trong lòng cũng nhảy dựng lên, hai người này đúng là cha mẹ đã đưa hắn tới thế giới này. Thân ảnh chợt lóe lên, trong nháy mắt đứng ở cửa căn nhà lá. Tần Vũ do dự đứng đó bồi hồi. Mọi người thấy Tần Vũ đột nhiên đứng trước cửa một căn nhà lá, cũng đoán được thanh âm già nua bên trong truyền ra. Chủ nhân của ngôi nhà chính là cha mẹ hắn, tất cả đều im lặng đứng phía sau, chú ý vẻ mặt của hắn. Trong lòng Tần Vũ vô cùng phức tạp, thiên đạo tự nhiên khiến cho hắn lĩnh ngộ hết thảy tâm thần, thế nhưng sâu mà không thấu, mà chính bản thân hắn còn cảm thấy không thấu, cũng bởi vì khi hắn đến thế giới này lại bị cha mẹ vứt bỏ. Cho dù là vẫn còn hận hai người đã từ bỏ hắn, nhưng đôi nam nữ già nua này cũng tính là có ân, dù sao cũng khiến hắn thuận lợi chuyển thế sống lại. Trong lòng Tần Vũ, đây là điều vẫn vướng bận lâu nay, vẫn nghĩ nợ ân tình hai người này,
cho nên trước khi đi tìm bọn người tần tư phải đưa tâm niệm này giải trừ. Nếu không, một khi công lực đột phá, tâm thần hắn rất dễ bị tâm ma quấy nhiễu. Đương nhiên, nếu đạo lý này giảng cho bọn người Cam Vân cũng là không phù hợp. Thiên nhân tu luyện chính là lực lượng trong cơ thể. Nói trắng ra là thiên lực chính là lực lượng cường đại của bản thể. Xuất hiện tâm ma là rất ít. Mà không giống với người tu chân, cảnh giới công lực và tu luyện phải phối hợp với nhau mới có thể phát huy lực lượng cường đại. Chỉ nghe trong căn nhà lá, một thanh âm nữ già nua truyền đến. Cũng không biết đứa nhỏ bị chúng ta vứt đi hôm nay ra sao, có còn sống hay không. Cha Tần Vũ, Tần Hải nghe được nữ thanh đó, hắn lại lạnh lùng quát. Không có cánh, hắn như thế nào có thể sống được đây? Cũng tại ngươi không có bản lĩnh lại sinh ra quái vật. Âm ỉ như có tiếng nữ nhân khóc truyền ra, chỉ nghe một giọng nữ nói. Việc này không hoàn toàn trách ta, cũng chính ngươi không có bản lãnh, cũng là người nhẫn tâm vứt đứa trẻ ra ngoài. Hai người trách cứ lẫn nhau, chỉ trách đối phương là không khỏe. Tần Vũ ở ngoài cũng không nhịn được, không thể tưởng tượng được hai người kia lại độc ác như vậy, lúc trước lại muốn trực tiếp giết chết mình. Nghĩ vậy, sắc mặt hắn dần dần khó coi, sau đó thành kiên định, lại biến thành lạnh lùng, toàn thân bỗng dưng tản mát ra khí thế lạnh như băng. Là ai ở bên ngoài vậy? Bị hơi thở lạnh như băng của Tần Vũ ảnh hưởng, Bạch Hổ vội lui lại phía sau, vô tình đạp phải một nhánh cây khiến Tần Hải phát giác. Thấy bên ngoài không có đáp lại, Tần Hải sinh ra dự cảm không tốt trong lòng, vội vàng đẩy cửa ra, quan sát một hồi, nhưng không thấy bóng ai. Chửi thầm một câu, Tần Hải lại quay trở vào trong, tiếp tục cãi nhau. Đại nhân, người sao không vào? Đứng giữa thôn, Cam Vân ngạc nhiên trong lòng thắc mắc hỏi. Chậm mặc sau hồi lâu, Tần Vũ mới gật gật đầu, chậm rãi đi ra ngoài thôn. Ưng Phong! Tần Vũ quát lớn, ngươi đi tới bên cạnh, chặt cho ta một gốc cây thiên liên. Ưng Phong nghe vậy, liền ngẩn người, cười khổ nói. Đại nhân, một gốc cây thiên liên có thể là một tính mạng à? Tần Vũ thản nhiên nói. Tính mạng thì sao, sống chết nhất định có thiên quy, nếu ngươi không đi thì ta đi. Thấy bộ dạng Tần Vũ lúc này, Ưng Phong đâu còn dám nhiều lời, chỉ là cười khổ nhìn Cam Vân. Thân ảnh chợt lóe, đôi cánh chim trên không trung xẹt qua nhất thời không còn bóng dáng. Tần Vũ nói xong lập tức đi ra ngoài thôn, thẳng đến một nơi cách đó 3 dặm mới dừng lại. Mọi người cố gắng lắm mới đuổi kịp, nhìn Tần Vũ bất động tại chỗ, toàn thân kim quang sáng lạn đứng một bên. Sau đó, Tần Vũ huy động tinh thần lực màu vàng trong tinh vân, từng đạo hỗn độn lực vô hình ngưng tụ bên cạnh hắn, nồng lạc như thực chất, không đến thời gian nửa nén hương, trong hư không nổ lên một cái lò luyện khí trong suốt. Khi cái lò luyện khí trong suốt cao nửa người này hiện lên thì trong mắt mọi người cũng là kinh ngạc không thôi. Thật không thể nghĩ Tần Vũ hao phí khí lực xuất ra lô đỉnh này nhằm mục đích gì. Giờ phút này, ngay cả Tình Nhi đều thấy tâm tình Tần Vũ không tốt, cho nên cũng chỉ là kinh ngạc nhìn hắn tạo ra cái lò luyện khí kia. Tốc độ của Ưng Phong quả nhiên cực nhanh, trong nháy mắt đứng bên cạnh Tần Vũ, trong tay có hai cái thiên liên nở rộ tản ra hơi thở màu trắng. Tần Vũ tiếp nhận thiên liên trong tay Ưng Phong, toàn thân đột nhiên phát động một đạo lửa bùng cháy mạnh, trong nháy mắt đã đốt cháy cái lô đỉnh do hỗn độn lực kia tạo thành. Ngọn lửa cổ quái cường đại, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ, chính là tinh thần chi hỏa của hắn. Tần Vũ đưa tay tiếp nhận hai đóa thiên liên của Ưng Phong đưa, khẽ quát một tiếng, mọi người cảm thấy toàn thân mất cảm giác, như là tới một không gian khác, cảm giác đối với thế giới bên ngoài toàn bộ đã biến mất. Xem ra Kiền Khôn còn có thể sử dụng. Tần Vũ như mày nhìn đỉnh lô do hỗn độn lực cấu thành tự nhủ. Bất quá tu vi hôm nay quá thấp, muốn phát huy hết khả năng của Kiền Khôn thì không có khả năng rồi. Nơi này nguyên liệu luyện khí quá ít, lại không có cách nào sử dụng các công pháp, xem ra chỉ có thể sử dụng lô đỉnh đơn giản này luyện chế hai kiện pháp bảo thôi. Bọn người Tình Nhi nghe hắn lẩm bẩm sau hồi lâu cũng không hiểu đang nói cái gì. Cái gì là Kiền Khôn, cái gì là pháp bảo? Lão Hắc tò mò muốn hỏi cho ra nhẽ, bị Cam Vân kéo sang bên cạnh nhẹ giọng nói, để đại nhân làm xong rồi hỏi cũng không muộn mà. Lão Hắc ngẩn mặt ra, quay đầu lại thì thấy Tần Vũ đưa toàn bộ tinh lực truyền vào lô đỉnh trước mắt. Hai đóa thiên liên trong tay Tần Vũ không thể phủ nhận, loại sen này có thể sinh ra thiên nhân, nhất định là linh khí có thừa. Mà Ưng Phong thực không muốn sát sinh, hai đóa hoa sen kia cũng là không có kết xuất đài hoa như bình thường, còn lâu mới kết ra đài hoa. Tần Vũ lắc lắc đầu cũng không nói gì, mặc dù trong lòng hắn cho đến bây giờ không cho rằng bản thân là một người thiên tộc, nhưng có thể không sát sinh hay là giết càng ít là càng tốt. Điểm này so với quan điểm sinh tử do số cũng không có xung đột,
cho nên hắn bắt Ưng Phong làm vậy. Một ngọn lửa màu vàng từ trong đan điền dâng lên, đi qua cánh tay, trực tiếp truyền vào lô đỉnh. Lô đỉnh chỉ có tác dụng luyện chế một ít khí bằng cái chén. Khi tới thiên giới, Tần Vũ chính thức là một kẻ tay trắng. Tất cả nguyên liệu luyện chế pháp bảo đều đã giao lại cho Lập Nhi. Lúc này hắn chỉ có thể dùng lô đỉnh thu khí. Lô đỉnh trước mặt như thực chất dưới tác dụng của tinh thần chi hỏa, phanh một tiếng bộc phát ra bùng bùng ngọn lửa. Mặc dù không có thần giới hư vô nghiệp hỏa cường đại, nhưng nếu để luyện chế pháp bảo bình thường thì như vậy là đủ rồi. Tinh thần chi hỏa trong đan điền cuồn cuộn không ngừng phóng vào lô đỉnh, ngọn lửa màu vàng cũng dần dần chuyển sang màu nhạt. Tần Vũ rất nhanh đưa hai đóa hoa sen bay vào trong lô đỉnh. Tinh thần chi hỏa trong cơ thể đột nhiên gia tăng rồi tăng độ nóng. Trong lúc đó, lô đỉnh bị ngọn lửa thiêu đốt, cho thấy trong không trung lơ lửng hai đóa hoa sen xuất hiện phía trên ngọn lửa rồi chậm rãi hòa tan. Đại nhân rốt cục là đang làm gì vậy? Thấy động tác của Tần Vũ, ngay cả Ưng Phong cùng Hùng Ngưu, Bạch Hổ và ba người kia đều muốn đứng lên. Không biết hắn tạo ra lô đỉnh rồi cho hai đóa hoa sen vào trong là vì cái gì? Cam Vân là người lớn tuổi nhất, đồng thời cũng trải nghiệm nhiều nhất, không chớp mắt nhìn Tần Vũ, chần chừ nói: "Ta từng nghe một người đi ngang qua thôn từng nói, qua sau khi đột phá bốn cánh liền có tư cách đi vào trung tâm thảo nguyên, mà nơi đó có người chuyên luyện chế vũ khí. Ta nghĩ Tần Vũ đại nhân là đang luyện chế vũ khí." "Vũ khí ư? Chính là mấy cái loại đao kiếm gì phải không? Lại còn phải dùng chuyên môn gì đó để luyện chế sao?" Lão Hắc bân mê cái miệng, vẻ mặt khinh thường nhìn Cam Vân, trong lòng thầm nghĩ: "Ta không cần vũ khí cũng có thể cùng băng thú đại chiến." Ngươi thật là u mê." Cam Vân đá một cước về phía Lão Hắc lại bị hắn né mắng: "Chuyên môn luyện khí sao có thể để so sánh với đao đốn củi được? Vũ khí này cực kỳ cường đại, chẳng những có thể bổ núi, nghe nói vũ khí của đế quân thậm chí ngay cả thiên giới đều có thể hủy diệt." Vừa nói, ánh mắt lại chăm chú nhìn Tần Vũ, chỉ thấy cái lô đỉnh trước mắt đã biến mất, mà hai khối ngọc sáng bóng đang phiêu phủ trước mặt Tần Vũ. Bên tai vang lên tiếng quát của Tần Vũ, song thủ phát ra tinh thần lực màu vàng, chung quanh hỗn độn lực lại khởi động. Một vùng không gian chừng 10 thước được hình thành, 3 thước xung quanh linh khí xuất hiện trước mặt mọi người. Trong ánh mắt Tần Vũ lộ ra vẻ ngưng trọng, có chút khó khăn huy động tinh thần chi hỏa che kín phía trên đoàn linh khí. Nháy mắt trong tay xuất hiện hình dạng một cái chì hoàn toàn do hỗn độn lực hình thành. Sau khi luyện chế xong, Tần Vũ mồ hôi chảy ròng ròng. Đoàn khí này thật không đầy đủ, không có hắc phàm thạch, không có gì có thể bổ sung cho khí thêm hoàn mỹ, chỉ có thể dùng thiên liên luyện chế. Bất quá trong thiên liên ẩn chứa năng lượng cùng linh khí cũng coi như là tạm ổn. Mà điều làm hắn đau đầu nhất chính là hôm nay sau khi chuyển sinh tu vi quá thấp, thậm chí ngay cả hư vô nghiệp hỏa cũng không có, cho nên cho dù có hồng mông linh khí cũng không thể thối hỏa. Linh khí bao bọc hỏa quang lóng lánh, khoảng cách giữa ngọn lửa với linh khí ước chừng chỉ có một ly. Tần Vũ đồng thời đưa hai đoàn khí bằng cái chén kia phóng tới trên ngọn lửa, ngậm một chút hỗn độn khí, giơ cái chùy trong tay lên phún vào. Mọi người chỉ nghe thấy một tiếng cổ quái ẩn chứa như có quy luật truyền vào tai. Tay Tần Vũ vung lên, cái chì xoẹt qua không gian có chút vặn vẹo, khiến bọn người Cam Vân có chút hoảng sợ. Động tác của Tần Vũ vô cùng ảo diệu, tựa như thân thể hòa cùng vạn vật, huy động chùy thủ, khi thì rất nhanh, khi thì thong thả, khi thì tốc độ đều đặn. Trên trán chảy xuống từng dòng mồ hôi, có thể cảm thấy hắn rất mất lực. Mọi người mở to hai mắt đều chìm đắm trong cảm giác cực kỳ mỹ cảm này. Chỉ thấy trong thiên địa lúc đó đã hiện rõ đạo lý, nhất là với tu vi của Cam Vân, đúng là hắn đã khoanh chân ngồi xuống, hai tay để chân đùi tiến nhập thiền định. Bọn Lão Hắc còn lại vẫn đang chăm chú quan sát động tác của Tần Vũ, tự hồ không phát hiện Cam Vân đã tiến vào trạng thái yên tĩnh. Với tu vi của bọn họ, chỉ cảm giác thấy động tác của Tần Vũ vô cùng đẹp, phảng phất giống như một loại công phu nào đó. Tình Nhi cũng là vừa phát hiện, nhắm chặt hai mắt, dùng toàn bộ thần thức quan sát động tác của Tần Vũ. Chỉ thấy Tần Vũ huy động chùy thủ vô cùng hợp lý, đúng là hoàn toàn đưa lực lượng bản thân xuyên qua chùy thủ. Từng đạo lực lượng khắc sâu vào trong lòng Tình Nhi, thần thức cô bé cũng thong thả quan sát. Tần Vũ lúc này tâm càng tịnh, thần thức hoàn toàn đặt trên đoàn linh khí. Mỗi khi nện xuống một chùy lại rất nhanh xem xét lượng khí vừa đủ, lại xem còn có tạp chất hay không. Suốt thời gian một ngày một đêm, Tần Vũ mới dừng lại. Trên hư không đã hình thành hai thanh kiếm. Không đến một lúc, hai thanh bảo kiếm liền xuất hiện trước mắt mọi người. Chỉ thấy rất nhanh sau đó, Tần Vũ khắc lên thân kiếm 5 trận pháp. Mỗi cái đều là lục cấp trận pháp của thần giới. Xem ra mấy năm nay
Tần Vũ cũng không có lời biếng nghiên cứu trận pháp, có thể bố trí trận pháp cực kỳ dễ dàng. Keng keng, hai thanh bảo kiếm trong nháy mắt lại hiện lên. Hai tay Tần Vũ đồng thời xuất ra hai đạo tinh thần lực màu vàng. Chỉ thấy hai thanh kiếm phát ra rung động mãnh liệt, cùng thanh âm ong ong phảng phất như có linh tính, bay đến hai bên Tần Vũ, không ngừng xoay quanh hắn. Wow, thật là đẹp. Tình Nhi sớm đã nhận biết thủ pháp của Tần Vũ, thấy hai thanh kiếm không ngừng bay quanh Tần Vũ với quang mang sáng lóa, không khỏi hâm mộ. Tần Vũ quay đầu nhìn Tình Nhi cười, thanh âm âm trầm nói: các ngươi là vũ khí đầu tiên do ta luyện chế tại thiên giới, nên hãy gọi các ngươi là Tu La và Thiên Nhân đi. Vừa nói xong, kim quang trên chuôi hai thanh kiếm hiện lên, dần dần xuất hiện hai hàng chữ nhỏ trên đó. Thầm than một tiếng, Tần Vũ lắc đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng, trong lòng thầm nghĩ: không có nguyên liệu luyện chế cùng ngọn lửa tương ứng, luyện chế pháp bảo cũng chỉ là kém như vậy thôi. Tiếc thật, đã giao cho Lập Nhi một bộ luyện chế thần khí cùng nguyên liệu, nếu có thể mang tới đây thì tốt quá. Thu hồi hai thanh kiếm, quay đầu định nói điều gì, đã thấy vẻ mặt Cam Vân khiếp sợ nhìn mình. Bi bô bi ba nói: địa cấp vũ khí, trời ạ, ta có thể may mắn thấy địa cấp vũ khí, đại nhân, ngài có thể luyện chế vũ khí lợi hại như vậy sao? Tần Vũ ngạc nhiên nhìn Cam Vân, vẻ mặt không dám tin, trong lòng có chút buồn cười nhưng vẫn nhàn nhạt nói: địa cấp vũ khí ư, là cái gì? Cam Vân nuốt hai miếng ực, thiếu chút nữa là sặc, há hốc mồm kinh ngạc nói: đại nhân, người biết luyện khí, chẳng lẽ lại không biết cấp bậc vũ khí của thiên nhân tộc sao? Thiên, nhân, địa, ba cấp vũ khí, trong đó thiên là lợi hại nhất, tiếp theo là nhân, địa là kém nhất. Tần Vũ không nói gì, chỉ nhìn Cam Vân, địa cấp kém nhất, hắn cũng nói là lợi hại. Trong lòng thầm nghĩ, xem ra thiên nhân tộc về đẳng cấp pháp bảo cũng không quá rõ ràng. Nghĩ vậy, trong lòng hắn không khỏi có chút tò mò. Theo như lời Huống Thiên Minh nói, thiên giới chính là không gian cao cấp nhất trong các vũ trụ. Công pháp thì không nói, nhưng ngay cả các loại thực vật cùng pháp bảo thì lạc hậu vô cùng. Chẳng lẽ đây là thiên giới hay sao? Thấy sắc mặt Tần Vũ âm trầm, trong lòng Cam Vân rất khẩn trương, cẩn thận nói: địa cấp vũ khí tại đây, trong chúng ta căn bản không có ai có thể đủ tư cách để sử dụng. Có lẽ trong Tử Dực Thiên Vương Thành mới có thể thấy, cho nên ta mới nói đại nhân lợi hại. Tần Vũ lắc đầu, nghĩ ngợi một lát chỉ nghĩ, thiên giới này như vậy sao lại có tư cách làm không gian cao cấp nhất đây? Nếu như bọn người Cam Vân nói thì luyện chế vũ khí cao cấp là quá khó hay sao? Trong lòng Tần Vũ rất hiểu, pháp bảo này có thể luyện chế thành cực phẩm tiên khí cũng đã là cực kỳ khó khăn, nên muốn thăng lên một bậc sợ rằng phải hao tốn rất nhiều nguyên liệu. Trầm mặc một lát, Tần Vũ tư lự, trong lòng thầm nghĩ: nếu đã tới nơi này, vô luận là thế nào phải nhanh chóng khôi phục tu vi và tìm thêm nhân tài. Tiện tay hủy bỏ Kiền Khôn trận pháp, bên ngoài ánh trăng trong vắt, bầu trời quang mây. Tình Nhi nhìn trường kiếm trong tay Tần Vũ, ánh mắt sáng ngời, nhìn thanh kiếm ánh lên trong ánh trăng, nũng nịu nói: Vũ ca ca, có thể cho Tình Nhi một cái được không? Tần Vũ sững sờ, lắc đầu cười: không thể. Tình Nhi lập tức phụng phịu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng: tại sao Tình Nhi vẫn thích thanh kiếm này? Bàn tay mềm mại chỉ trường kiếm màu lam trên tay Tần Vũ, chính là cây mà hắn gọi là Tu La. Theo hướng ngón tay cô bé chỉ, thanh Tu La như có linh tính phát ra tiếng ong ong, thân kiếm không ngừng rung động, khiến bàn tay Tần Vũ rung lên tê tê. Không thể tưởng được, người cũng biết tâm ý của ta. Tần Vũ cầm lấy Tu La cười mắng: người thật là háo sắc mà, bị Tình Nhi làm cho mê hoặc rồi sao? Bọn người Cam Vân hoảng sợ nhìn về phía Tần Vũ, thấy hắn đang nhìn trường kiếm màu lam lầu bầu, trong lòng rất là khiếp sợ. Ong ong, trường kiếm lại rung lên, tựa hồ như đối với lời nói của Tần Vũ rất là bất mãn. Một đạo lam quang từ mũi kiếm bắn đến trực tiếp đánh vào mắt Tần Vũ. Tần Vũ vung tay áo lên, nhất thời thu lại lam quang, kinh ngạc: sao, cùng tính chất với hỗn độn nguyên khí sao? Như thế nào lại vậy? Trong lòng hắn cực kỳ nghi hoặc, đánh giá cẩn thận Tu La. Đúng là vậy, trong hơi thở của hỗn độn lực mà thiên nhân kiếm kia lại là tiên khí cực kỳ bình thường. Chẳng lẽ là... Tần Vũ tự nhủ, chẳng lẽ Tu La hút hết toàn bộ linh khí của thiên nhân sao? Nghĩ vậy, trong lòng hắn hiện lên một ý nghĩ, nhìn Tình Nhi phụng phịu chu cái miệng vẻ đáng thương kia, ôn nhu nói: Tình Nhi, muội thật sự muốn cây Tu La này sao? Tình Nhi nghe vậy liền gật gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy chờ mong. Ngón tay Tần Vũ nhẹ nhàng vuốt lên thanh kiếm Tu La, nó phát ra một trận thanh âm oang oang, rồi nói: đã là như vậy, các ngươi cũng là có duyên,
Tu La, ta hy vọng ngươi có thể vĩnh viễn làm bạn bên cạnh Tình Nhi, nhưng nếu làm không được, ta ngay bây giờ sẽ phá hủy ngươi. Nói xong lời cuối, sắc mặt Tần Vũ đã nghiêm trọng hẳn. Bọn người Cam Vân không biết vì sao Tần Vũ lại quay đầu về phía thanh kiếm kia nói chuyện, nhưng thấy thanh kiếm kia không ngừng rung động, trong lòng cũng đoán được thanh kiếm này có linh tính thật sự. Lúc này đã sợ đến mức không nói ra lời. Trường kiếm có linh tính thật là một chuyện kinh khủng. Cảm nhận được ý tứ của Tu La truyền đến, Tần Vũ mới hiện nụ cười, vung tay đưa nó cho Tình Nhi nói: trước tiên hãy nhận lấy Tu La này đã, sau này từ từ luyện hóa. Tình Nhi gật gật đầu, cũng học theo hắn, từ ngón tay chảy ra một giọt máu tươi đọng lại trên thanh Tu La. Chỉ thấy Tu La trong nháy mắt nhập vào trong cơ thể cô bé, một giọt máu tươi rơi trên mặt đất. Tần Vũ ngẩn người, lập tức méo mặt, không thể tưởng tượng được cây Tu La này lại đặc biệt như vậy. Vừa mới uy hiếp nó đã oán mình, lại còn không cần nhận máu của Tình Nhi nữa chứ, quả nhiên không đơn giản. Trong lòng hắn đối với Tu La đã có nhiều phán đoán, chỉ là hôm nay tất cả đều là thí nghiệm tạm thời, chưa có xác định mà thôi. Cam Vân, đưa thanh kiếm này lại cho hai vị lão nhân, nói cho bọn họ cấp bậc của vũ khí này. Cam Vân cẩn thận nhận thanh kiếm trực tiếp từ Tần Vũ, hai cánh tay đều có chút phát run. Địa cấp vũ khí căn bản là thiên nhân ba cái như hắn không có khả năng tiếp xúc. Nếu không phải là vị lão giả kia đi ngang qua thôn đã từng giảng giải cho hắn biết chút ít về đẳng cấp vũ khí, thì sợ là hắn căn bản không nhận ra phẩm vị của thanh kiếm này. Chỉ là cứ như vậy mà mang đi cho, thật sự là đáng tiếc. Cam Vân cầm trường kiếm nhìn chăm chăm Tần Vũ, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Cho bọn họ một chút tự bảo vệ, có cái thiên nhân kiếm này, bọn họ tại chỗ này an toàn hơn rất nhiều. Mắt Tần Vũ hiện lên đạo quang mang. Mà ta cũng chính là muốn báo đáp ân tình bọn họ đưa ta tiến nhập không gian này, trong lòng có thể thoải mái mà đột phá. Cam Vân trầm ngâm một lúc rồi hiện lên vẻ dứt khoát, gật gật đầu, thân ảnh biến mất trong màn đêm. Bốn người lão hắc bây giờ mới khôi phục bình thường, về mặt sùng bái nhìn Tần Vũ, u mê nói: đại nhân, người như thế nào học được luyện chế vũ khí vậy? Không biết lão hắc có thể bái người làm sư phụ để người dạy ta luyện khí chi đạo không? Tần Vũ không đợi hắn nói xong liền lắc đầu cự tuyệt, nhưng thấy hắn có vẻ như vô cùng thất vọng, trong lòng cũng có chút áy náy. Luyện khí chi đạo không phải là cứ cố gắng là có thể học được. Nghĩ đến năm đó ta vì trở thành tượng thần. Thanh âm Tần Vũ nhỏ dần, trong lòng âm thầm cảnh cáo mình không nên đưa ra chuyện kiếp trước nói ra ngoài. Tóm lại, muốn học luyện khí chi đạo là phải học rất nhiều kiến thức từ phương diện luyện khí và phải học trận pháp nữa, mà cái này đòi hỏi ngươi không ngừng nghiên cứu cùng tu luyện, không có trăm ngàn năm thời gian không có cách nào lĩnh ngộ đâu. Tần Vũ nhàn nhạt nói, trong đầu hiện ra tình cảnh tu luyện kiếp trước, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Tình Nhi sau khi có Tu La trong tay liền thích thú vuốt ve, không ngừng đùa bỡn, không ngừng triệu nó từ trong cơ thể ra rồi lại nhập vào trong cơ thể, thấy đám người lão hắc thèm chảy cả nước miếng. Một tiếng gió vang lên, Cam Vân đã đứng bên cạnh Tần Vũ, mặt mỉm cười nói: đại nhân, may mắn không làm ngài thất vọng. Tần Vũ gật gật đầu than vãn: sau ngày hôm nay các ngươi bắt đầu tranh thủ thời gian tu luyện, chúng ta sẽ không đi dọc theo thảo nguyên nữa, từ từ tiến vào trung tâm thảo nguyên. Mọi người đều nghiêm túc hưởng ứng, ngay cả Tình Nhi về mặt cũng hưng phấn đáp lại. Lúc này tại trung ương thảo nguyên, cung điện thật lớn ở trên núi, khải bẩm đế quân, thiên hồn thiếu gia đã trở lại. Trên một khu đất rộng rãi, kim phát nam tử trên người tản ra một cỗ khí thế làm cho người ta không dám trực tiếp nhìn tận mắt, uy thế mười phần. Một lão nhân cung kính đứng giữa đại điện cúi đầu nói: lần này thiếu gia thu hoạch được rất nhiều. Chỉ thấy lão nhân hai tay chắp trước mặt, trường bào rộng thùng thình, có cảm giác lão cực kỳ gầy yếu, mà sau lưng hắn lại có sáu cánh. Kim phát nam tử sắc mặt đang nghiêm nghị liền lộ ra vẻ hài lòng, nở nụ cười, giọng nói ôn hòa: Ngàn Nhi đứa nhỏ này không sai, hắn còn mạnh hơn cả đại ca Thuyết Phong nhiều lắm. Nói cho hắn, thành quả lần đi săn này toàn bộ cho hắn. Đấy là đạo lý cha không tranh với con. Tiếng cười vui vẻ vang khắp cả đại điện. Trong đại điện trống trải rất ít người. Lão nhân gật gật đầu, trên mặt cũng lộ ra nụ cười khoan khoái, nhẹ giọng nói: Thiên Hỗn thiếu gia hôm nay đã ở đằng sau đại điện, đế quân có muốn gặp hắn không? Kim phát nam tử tựa hồ rất không vừa ý, hơi thở trầm xuống liền cười nói: khó có được tâm ý của nó, quay lại gọi nó vào đây đi. Lão nhân cười cười lui ra ngoài. Không lâu sau, lão đã dẫn theo một bóng người tướng mạo cực kỳ anh tuấn, mái tóc bạc tiến vào. Nhân thiên hồn bái kiến cha. Thanh âm rất lạnh,
đứng thẳng hàng bên cạnh lão nhân. Trên dưới toàn thân đều tản ra sát ý mãnh liệt, mà sau lưng hắn cũng có 6 cánh chim. Kim phát nam tử thoạt nhìn phi thường vui vẻ, nhẹ nhàng cười nói: Thiên hồn nhi, chơi đùa có vui không? Trên khuôn mặt anh Tuấn lạnh lùng nay đã lộ ra nụ cười, cung kính đáp: Cha, con lần này đi săn bắt được 20 mỹ nữ tu la tộc, trong đó có 3 cực phẩm, trong đó còn có một người đã cấp cho đại ca. Ta rất vui. Kim phát nam tử đứng lên, ánh mắt nóng rực nhìn lão nhân nhàn nhạt nói: Những năm gần đây người đã dạy dỗ thiên hồn rất tốt, như vậy công lao của người rất lớn, rất lớn. Lão nhân không người hành lễ, khiêm tốn nói: Là do đế quân vĩ đại nên nhi tử mới xuất sắc như vậy, sự dạy dỗ của nhan lý mới có tác dụng. Thiên hồn thiếu gia cũng là thông minh lanh lợi, khắc khổ tu luyện. Thiên hồn lạnh lùng đứng bên cạnh nghe lão nhân nói vậy cũng không nói gì. Kim phát nam tử khoát tay cười mắng: Không ngờ bao nhiêu năm như vậy người cũng vẫn rất giàu hoạt, từ mai trở đi trở lại thiên thần điện tu luyện, cho người 10 năm thời gian, sau 10 năm vô luận là học được cái gì đều phải rời đi. Nhan lý quỳ mạnh xuống, con mắt rưng rưng: Nhan lý bái tạ đế quân hậu ái, nhất định không phụ lòng đế quân. Kim phát nam tử gật gật đầu, quay về nhìn về phía thiên hồn ôn tồn nói: Thiên hồn nhi, muốn phụ vương ban thưởng cho con cái gì đây? Thiên hồn khẩn cầu phụ vương giải trừ cấm chế cho đại ca. Đại ca tâm địa nhân từ, không đành lòng sát sinh, cũng không phải là đại ác. Được rồi, nói yêu cầu khác đi. Không đợi thiên hồn nói xong, kim phát nam tử sắc mặt bỗng lạnh lùng, nhất thời trong đại điện lưu động một áp lực lạnh như băng. Trong mắt thiên hồn hiện lên một đạo bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói: Xin phụ vương thành toàn. Dứt lời quỳ xuống đất, có vẻ như chưa đạt được mục đích thì không bỏ qua. Kim phát nam tử sắc mặt ngày càng âm trầm, trong mắt lóe hàn quang, nhìn thiên hồn sau hồi lâu mới nhàn nhạt nói: Theo ý của ngươi, trước tiên mang ca ca ngươi đến thiên khanh. Nếu hắn không thể mang về 10.000 cái đầu của người tu la thì đừng quay trở lại. Vâng, thưa cha. Thiên hồn thấy đã đạt được mục đích, nhanh chóng dập đầu rồi cùng nhan lý ra khỏi đại điện. Quay trở lại bọn người Tần Vũ: Lão đại, phía trước một tòa thành, chúng ta có nên đi vào đó nghỉ ngơi không? Cam Vân nhìn thành trì cực lớn phía trước, vẻ mặt khao khát nhìn Tần Vũ. Nửa năm gần đây bọn họ đã hành tẩu trên thảo nguyên, ngay cả bóng người đều không thấy qua. Hôm nay thấy thành trì, trên mặt mọi người đã xuất hiện thần sắc hưng phấn. Tần Vũ ngước lên nhìn nhanh trên thành, trên tường thành viết 3 chữ cực to: Tử Dực Thành. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, câu chuyện của chúng ta hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn hãy dõi theo diễn biến của câu chuyện trong các video sắp tới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.